Đại hội Chi bộ thôn Bò Héo nhiệm kỳ 2020-2022 ngày hôm nay. Trong không khí phấn khởi chào đón xuân năm về, chúng ta tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, vì tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, mừng đất nước, mừng Đảng, mừng xuân, ý Đảng lòng dân ngày thêm hòa quyện. Hôm nay, hòa cùng không khí phấn khởi chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dân các dân tộc chi bộ thôn Bó Héo, đoàn thanh niên xã Phú Bình xin gửi tới Đại hội những lời ca, tiếng hát chào mừng Đại hội chi bộ thôn Bó Héo nhiệm kỳ 2020-2022. Mở đầu chương trình, xin mời các quý vị đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội. Tiết mục đầu tiên là nhảy đương đại Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi do tốt nữ thôn Bó Héo biểu diễn. Tiếp theo chương trình là bài múa Việt Nam trong tôi là do đoàn thanh niên xã Phú Bình biểu diễn. Tiết mục thứ ba là bài múa Đảng đã cho ta một mùa xuân do tốt nữ biểu diễn. Tiết mục cuối cùng là bài hát chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam do tốt ca nam nữ biểu diễn. Xin mời các quý vị đại biểu, các đồng chí cùng lắng nghe. Oh.